Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai vừa có báo cáo về sự cố xây dựng tại công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú, thành phố Pleiku. Theo đó, thì công trình này đang trong quá trình thi công đã xảy ra sự cố sạt lở nghiêm trọng, làm hư hỏng 63 mét máy kè. Một đoạn chân máy kè gia cố dài 63 mét tại gói thầu số 4 công trình kè chống sạt lở suối Hội Phú bị đẩy ra khỏi vị trí ban đầu, trung bình khoảng 1,5 mét. Đoạn lớn nhất là 2,5 mét gây trượt mái trồng cỏ và nền đường đỉnh kè. Hậu quả làm 63 mét mái kè bao gồm dầm và tấm lát, đường cơ kè bị sạt lở. Rất may là vụ việc không gây ra thiệt hại về người. Theo đánh giá của cơ quan chức năng tỉnh Gia Lai, nguyên nhân dẫn đến sự cố nêu trên là do mưa lớn nhiều ngày dẫn đến lượng nước thoát lớn, mực nước ngầm đến đỉnh kè không thoát xuống suối được do đang đắp đất làm đường đỉnh kè. Được biết thì công trình này triển khai từ năm 2013 có tổng chiều dài là 1,76 km với tổng mức đầu tư là gần 300 tỷ đồng. Thời gian qua thì những cánh rừng tự nhiên ở xã Quảng Sơn, huyện Đắk Rông, tỉnh Đắk Nông liên tục bị phá và lấn chiếm để làm đất sản xuất. Sau hàng loạt trường hợp phá rừng chiếm đất sản xuất được phát hiện thì dù đơn vị quản lý rừng cũng như các cơ quan chức năng ở Đắk Nông đã tăng cường nhiều biện pháp. Nhưng trên thực tế thì tình trạng này không những không được giải quyết dứt điểm mà đang có dấu hiệu gia tăng. Trong lúc tuần tra tại tiểu khu 1644 thuộc lâm phần của Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Hợp Tiến, lực lượng chức năng đã phát hiện bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi cưa hạ cây rừng. Tại hiện trường, nhiều cây rừng bị chặt hạ nằm dọc hai bên đường. Đây chỉ là một trong 78 vụ vi phạm về lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng bị phát hiện từ đầu năm tới nay. Hậu quả, hơn 22 hectare rừng tự nhiên đã bị xóa sổ. Người dân thường lén lút như vậy là tranh thủ chập tối gà gáy trời mưa, lực lượng phát hiện có cái tình trạng phá rừng cái thì đi tới nơi thì bị như vậy là đối tượng chặt cây ngả ra chắn đường không đi được rồi thì báo cho nhau nên cái tình trạng này là rất khó khăn. Theo Ủy ban nhân dân xã Quảng Sơn, nguyên nhân chủ yếu của tình trạng này là do trên địa bàn có số lượng dân di cư tự do lớn với hơn 11.000 người. Kéo theo nhu cầu đất ở, đất sản xuất lớn nên người dân thường xuyên xâm nhập vào rừng, đốn hạ cây rừng trái phép để lấn chiếm đất. Chỉ tính riêng tại Hợp tác xã Thương mại Dịch vụ Hợp Tiến được giao quản lý và bảo vệ hơn 1.200 hectare rừng, nhưng hiện có trên 300 hộ dân tranh chấp đất với diện tích gần 270 hectare. Quản lý lỏng lẻo, không làm rõ ràng cái triệt để cái công tác như vậy là giải tỏa đền bù cho người dân. Đấy, dẫn đến tình trạng người dân ở xen canh trong đó rõ như vậy là dẫn đến hậu quả như vậy là khi Hợp Tiến nhận cái dự án này cái là bắt đầu xảy ra tranh chấp. Triệt hạ rừng để rồi biến đất rừng thành đất rẫy sản xuất. Hàng trăm hecta rừng tự nhiên đã bị xóa sổ, thay vào đó là vườn rẫy của người dân. Nếu không có những biện pháp xử lý nghiêm mang tính răn đe các đối tượng vi phạm thì nạn phá rừng lấn chiếm đất sản xuất sẽ tiếp tục tái diễn và gia tăng.